Xin chào mọi người đến với kênh Tô Màu của mình. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau tô màu bức tranh chú hề nha mọi người. Thì chúng ta bắt đầu. Ok, vậy mình đã tô màu xong bức tranh này rồi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tô màu tiếp theo nha.